Mọi người ơi, hôm nay mình nấu một cái món chè, đó là món chè bột nhân dừa đậu xanh, nước cốt dừa lá dứa, trông rất là ngon. Rồi mọi người muốn biết mình nấu cái món chè bột nhân dừa đậu xanh lá dứa, nước cốt dừa này như thế nào thì mọi người hãy cùng mình để vào bếp làm ngay cái món chè này ăn nha mọi người. Trông rất là đơn giản, dễ làm, nhanh gọn lẹ, nhưng có một cái món chè trông rất là ngon. Mình nấu cái vị trông rất là béo của nước cốt dừa, trông rất là thơm ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ mọi người cùng mình để vào bếp làm ngay cái món này ăn nha. Hi, kênh Vlog Mi Nấm xin chào mọi người. Hôm nay mình làm một cái món chè, đó là chè bột tay vạt nhân đậu xanh dừa lá dứa. Thì cái món này trông rất là đơn giản, dễ làm mọi người à. Món chè này thì mình có sử dụng là lá dứa và dừa, đường, bột, đậu xanh, nước cốt dừa. Nhưng mà mình không có để ra đây hết đâu mọi người, mình chỉ để một ít để mình vây thôi mọi người. Sau đó thì mình sẽ nấu chè, thì mình sẽ cho những cái nguyên liệu vào sau nha mọi người. Bây giờ mình đem cái lá dứa này đi rửa làm sạch, và sau đó thì mình xay để vắt nước. Mình lóng lấy cái đặc để đi nhồi bột nha mọi người. Sau đó nữa thì mình đi cạo cái dừa này để mình làm cái nhân dừa đậu xanh. Mình cắt lá dứa và sau đó đem đi rửa và xay lá dứa nha mọi người. Bây giờ mình cắt cho hết cái lá dứa này nha. Sau khi lá dứa thì mình đã cắt nhỏ và rửa sạch rồi. Bây giờ mình đem cái lá dứa này đi xay nha. Bây giờ mình đập trái dừa này để mình đi cạo lấy dừa sợi nha mọi người. Sau khi mình đập dừa xong rồi, mình đập dừa xong rồi, mình có chuẩn bị cái nắp can. Mình cạo dừa nha mọi người. Mình cạo dừa này, một chút nữa mình làm cái nhân dừa đậu xanh. Mình nấu cái món chè bột lọc lá dứa. Rồi bây giờ mình cạo cho hết cái dừa này nha mọi người. Đây nè, mình có chuẩn bị cái này. Mình cạo xong mình cho dừa ra đây nha mọi người. Sau khi mình đã cạo dừa sợi xong rồi, mình đem cái dừa sợi này làm cái nhân. Sau khi mình đã chuẩn bị những cái nguyên liệu đầy đủ cho ra đây hết rồi, thì mình quay nói sơ qua cho mọi người cũng biết ha. Thì mình có chuẩn bị những nguyên liệu gì để nấu cái món chè tay vạt lá dứa nhân dừa đậu xanh nước cốt dừa. Thì mình có chuẩn bị là bột. Bột thì mình chia ra làm hai. Một cái thì mình pha lá dứa, và một cái mình để bột trắng. Mình làm hai màu, màu trắng và màu xanh của lá dứa. Thì mình có chuẩn bị một chén lá dứa nè, với đường, đậu xanh. Đậu xanh thì mình đã hầm và đánh ra nhuyễn rồi. Đây là một cái nước cốt dừa. Nước cốt dừa nghiên chóc nha mọi người, đậm đặc luôn, trông rất là ngon. Và đây là một cái bó lá dứa. Sau khi mình nấu chè, mình cho cái lá dứa vào để cho nó thơm nha mọi người. Đây là cái dừa sợi. Rồi bây giờ mình sẽ mix những cái này lại để cho ra một cái món chè tay quạt lá dứa nhân dừa đậu xanh nước cốt dừa. Rồi bây giờ mình đi trộn bột nha mọi người. Mình sẽ trộn hai loại bột, một loại bột trắng và một loại bột lá dứa màu xanh. Rồi bây giờ mọi người cùng mình để đi nhồi bột nha mọi người. Mình xáo cái nhân nha mọi người. Mình cho đậu xanh vào đây và mình cho dừa vào đây luôn nha. Mình trộn đều cái nhân lên. Rồi bây giờ mình xáo cho cái nhân dừa với nhân đậu xanh nó kết lại, rồi sau đó thì mình bò thành cái viên để mình làm cái nhân cho chè nha mọi người. Khi mình xáo nhân như vậy là được rồi nha mọi người. Cái nhân đậu xanh á thì mình đã hồi nãy mình cho đường vào cái nhân đậu xanh rồi. Mình chỉ cần đổ dừa với đậu xanh và trộn đều lên, thì cái nhân của mình như vậy là được nha. Mình tắt lò. Rồi bây giờ mình nhồi cái bột màu trắng nha mọi người. Thì mình có nấu nước nóng. Mình cho một ít nước nóng vào đây để mình nhồi bột. Mình trộn đều lên nha mọi người. Rồi bây giờ mình nhồi cái bột này nha mọi người. Rồi bây giờ mình pha cái bột lá dứa nha mọi người. Mình cho một ít lá dứa vào đây. Sau đó mình trộn đều lên. Sau khi bột thì mình đã nhồi và mình cũng tráng bột ra rồi mọi người. Cái bột lá dứa này mình làm nó bị hơi bị nhão. Rồi mình đem đi hấp, mình cắt viên tròn. Còn đậu xanh dừa thì mình đã xáo và xong rồi. Bây giờ mình nắn cái bánh này nha mọi người.
cái bột thì mình cán tròn rồi, bây giờ mình cho vào cái khuôn mình nắn thành cái tay quạt nha mọi người. Mình nắn thành cái tay quạt nhân đậu xanh với dừa. Giờ mình nắn bánh nha mọi người. Mình có cái khuôn nè, mình cho cái bột vào cái khuôn nha. Sau đó thì mình sẽ cho một ít nhân vào cái khuôn này mọi người. Mình cho nhân vào cái khuôn này. Rồi mình kẹp lại nha mọi người. Mình kẹp lại như vậy thì sẽ ra một cái viên chè tay quạt nha mọi người. Mình cắt cái dòng còn dư cái lúc mình kẹp á, nó dư ra này mọi người. Mình sẽ cắt nó gọn lại nha mọi người nha. Rồi mình sẽ kẹp hết cái viên chè này nha mọi người. Viên chè tay quạt. Mình nắn cho hết cái viên chè nha mọi người. Là bỏ vào đây cái mình kẹp lại nó ra cái viên chè tay quạt. Mình làm cái kiểu tay quạt cho nó đẹp nha mọi người. Rồi vậy là xong. Thì mình nắn được bao nhiêu đây này mọi người. Và mình có đây là lá dứa. Rồi bây giờ mình có hai cái loại bột này mình đi nấu chè nha mọi người. Lúc đầu thì mình làm cái lá dứa, mình nắn cái viên chè giống như vậy. Nhưng mà sau khi mình trộn bột nó lỡ tay nó hơi bị nhão thì mình đem đi hấp và sau đó thì mình cắt thành viên, mình để nấu chè luôn. Mình không có nắn nhân, mình chỉ nắn nhân đây thôi mọi người. Rồi vậy là xong, bây giờ mình đi nấu chè nha mọi người. Bắt nước lên, mình thả những cái viên chè, sau đó là mình vớt ra liền. Rồi mình mới nấu nước đường, mình cho cái viên chè vào, rồi sau đó nữa thì mình mới cho nước dừa vào nha mọi người. Bây giờ mình thả những cái viên chè vào. Mình nấu kiểu này cho cái chè của mình nó không bị ra nhựa mọi người à. Còn mình nấu theo cái kiểu trực tiếp, mình nấu nước đường, sau đó thì mình bỏ những cái viên chè vào thì mình sẽ nồi chè của mình nó ra nhựa đó mọi người. Mình ăn, mình để, ví dụ mình ăn không hết, mình để ngày mai thì nó bị hư. Nên mình nấu theo cái kiểu này nó không bị ra nhựa nha mọi người. Rồi bây giờ mình cho những cái viên chè tay quạt vào nước. Sau đó thì mình chần qua, mình cho ra nước lạnh nha mọi người. Cái viên chè của mình như vậy là được nha. Mình vớt ra, mình cho vào nước lạnh nha mọi người. Sau khi mình đã vớt cái viên chè ra rồi, bây giờ mình cho những cái viên bột này vào nha mọi người. Khi mình vớt cái viên chè ra, mình cho vào nước lạnh rồi, bây giờ mình vớt ra đĩa nha. Mình vớt ra đĩa sau đó thì mình đi bắt nước đường lên để nấu cái món chè tay quạt. Rồi bây giờ mình đã vớt xong rồi, bây giờ mình vớt cái tiếp cái bột lá dứa nha mọi người. Sau khi cái bột của mình thì cũng đã sôi lên rồi, mình vớt cái này ra nha mọi người. Mình cho vào cái nước lạnh. Vớt cho hết cái bột này, cho vào nước lạnh nha mọi người. Sau khi những cái viên chè của mình thì cũng đã vớt cho ra đây rồi. Bây giờ mình đi bắt cái nồi nước đường lên nha mọi người. Là bắt một ít nước lên và mình cho đường vào nha mọi người. Và sau đó thì mình vẩy đường cho tan ra. Cho vào đây một ít muối nha mọi người. Mình vẩy cho cái đường với muối nó tan ra. Sau đó thì mình cho nước dừa vào nha mọi người. Khi nước đường đã sôi lên rồi, bây giờ mình cho hết cái nước cốt dừa này vào nha mọi người. Mình nấu nước đường trong rất là ít luôn. Mình dùng nước cốt dừa rất là nhiều. Và chè này là mình nấu ăn rất là béo luôn nha mọi người. Mình thả cái lá dứa vào luôn nha mọi người. Để cái này nóng lên rồi mình mới cho những cái viên chè vào nha mọi người. Mình nấu nước cốt dừa với nước đường thì cũng đã sôi và nóng lên rồi. Bây giờ mình cho những cái viên chè này vào nha mọi người. Chắc là mình lấy muỗng vớt cho mọi người à. Mình thả những cái viên chè vào nha mọi người. Rồi bây giờ mình cho hết những cái viên chè này vào nha mọi người. Mình sẽ cố gắng đổ nó vào. Mình rất là thích ăn béo nên mình nấu nước cốt dừa rất là nhiều. Nồi chè của mình trông rất là thơm và hấp dẫn đó mọi người. Nhìn rất là béo luôn nha. Mình cũng cho vào cái những cái viên nhỏ đi vào luôn nha mọi người. Mình cho những cái viên bột này vào luôn nha mọi người. Rồi mình vẩy đều lên. Mình đã có một cái nồi chè bột tay dẹt nhân dừa độ xanh, nước cốt dừa. Rồi mọi người ơi, mình đã có một cái nồi chè bột nhân dừa đậu xanh, nước cốt dừa, lá dứa, trông rất là thơm và ngon. Bây giờ mình để cho cái này nó sôi lên và cái bột nó hơi mềm một chút nữa ra mình nhắc xuống cho mọi người. Rồi mọi người ơi, sau khi cái nồi chè của mình thì cũng đã sôi lên rồi mọi người, đã chín rồi. Bây giờ mình tắt lò, mình cho cái nồi chè xuống dưới nha mọi người. Nhìn trông rất là ngon và hấp dẫn. Cái nồi chè của mình rất là thơm luôn, thơm mùi lá dứa này, béo béo của dừa này,
mình nấu nước cốt dừa với cái nước dừa tươi á mọi người, thì nó rất là ngon nha. Mình không có dùng nước mọi người à, mình dùng nước dừa tươi với nước cốt dừa. Mình nấu cái nước chè này trông rất là ngon luôn mọi người. Rồi bây giờ cái nồi chè của mình thì cũng đã chín rồi. Mình tắt lò, mình bưng xuống, mình múc ra. Mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món chè tay quạt nhân dừa đậu xanh với nước dừa. Sau khi mình nhắc chè xuống dưới, bây giờ mình cho ra tô nha mọi người. Nồi chè trông rất là ngon và thơm hấp dẫn đó mọi người ạ. Mình có chuẩn bị cái tô, bây giờ mình múc chè cho ra tô nha mọi người. Mình chuẩn bị cái tô, bây giờ mình múc chè cho ra tô nha mọi người. Chè trông rất là ngon và thơm mọi người ơi. Đây này mọi người, đây là những cái viên chè tay vẹt đậu xanh nhân dừa, trông rất là thơm ngon luôn mọi người. Mình múc cho những cái viên nhỏ vào cái tô nha mọi người. Mình múc chè vào cái tô cho hết nha mọi người. Sau khi chè mình đã cho ra tô rồi, trông rất là thơm ngon nha mọi người. Chè này nếu như mình có thêm cái hạt mè, mình rắc lên cũng ngon lắm mọi người. Nhưng mà cái món chè của mình thì có lá dứa rồi, mình cũng không còn vắt cái hạt mè lên nha mọi người. Rồi bây giờ chè thì mình đã cho ra tô rồi, mình để cho ra một cái món chè bột nhân dừa, đậu xanh, nước cốt dừa, lá dứa. Không có khó đâu mọi người, chỉ cần có những nguyên liệu đầy đủ thì mình cho ra một cái món chè trông rất là thơm ngon. Rồi mọi người ơi, mình không đợi mọi người đợi lâu nữa, mình sẽ mời mọi người cùng thưởng thức cái món chè bột nhân đậu xanh dừa, nước cốt dừa, lá dứa, trông rất là thơm ngon và béo ngậy mọi người à. Mình có chuẩn bị một cái chén và cái muỗng, bây giờ mình múc chè ra để mời mọi người cùng thưởng thức với mình nha. Mình múc những cái viên chè cho vào chén, sau đó thì mời mọi người cùng thưởng thức cái món chè bột nhân đậu xanh dừa, nước cốt dừa, lá dứa, trông rất là thơm ngon và béo ngậy luôn mọi người. Đây này mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người nha. Nếu như cái món chè này mình có vài cái hạt mè nữa thì rắc lên, nhìn cái chè của mình nó đẹp mắt hơn và ngon hơn, thơm hơn nữa. Thì mình không có chuẩn bị hạt mè mọi người à. Rồi bây giờ mình mời mọi người cùng thưởng thức cái món chè này nha. Bây giờ mình ăn những cái viên trước ha. Cái viên này là bột với lá dứa thôi mọi người. Rồi bây giờ mình mời mọi người. Chè trông rất là ngon mọi người. Cái vị nó rất là béo. Mọi người thấy mình nấu không? Cái nước đường không có cái nước luôn, chỉ có một chút nước thôi, một chút nước dừa tươi mình để pha loãng cái đường, sau đó thì mình cho nước cốt dừa vào. Wow, toàn là nước cốt dừa không mọi người, rất là béo luôn, thực sự là béo ngậy luôn nha mọi người. Mình sẽ cho vào đây một ít nước nè, nhìn ngon quá mọi người. Bây giờ mình mời mọi người cùng ăn cái viên chè đây nha mọi người. Cái viên chè này là ở bên trong có đậu xanh, dừa. Bây giờ mình sắn ra để cho mọi người cùng xem bên trong nó như thế nào ha. Đây này mọi người, rất là ngon nha. Chè của mình trông rất là chất lượng luôn mọi người, cực kỳ là béo luôn. Mọi người nhìn là mọi người biết là nước cốt dừa không nha mọi người. Mình không có dùng bột béo gì hết mọi người, tại vì mình ăn mình dùng nước cốt dừa không mọi người, với nước dừa tươi hai trái trộn lại mình nấu ra một cái nước chè trông rất là ngon luôn. Rồi bây giờ mình mời mọi người. Ngon quá mọi người ơi, ngon quá không nhân tả hết. Ăn cái nước trông rất là ngon, béo béo. Mình nấu thì đường mình không cho nhiều đâu mọi người, mình cho ít thôi, mình nấu cái nước đường nó hơi ngọt tới nha mọi người. Cái món chè của này á, mình nấu nó không có ngọt lắm mọi người, nó ngọt ở kiểu thanh thanh nhẹ nhẹ, trông rất là ngon, ăn không bao giờ ngán, tại vì cái vị ngọt của nó không ngọt khắc nên nó làm cho mình đỡ ngán mọi người à. Sau khi chè mình đã cho ra tô
Và cũng mời mọi người cùng thưởng thức cái món chè bột nước cốt dừa, nhân đậu xanh dừa, lá dứa, cực kỳ là thơm ngon và béo ngậy. Cái bột thì mình ăn nó giòn giòn sật sật trông rất là ngon luôn mọi người. Mình nhồi cái bột á, ăn cái bột nó rất là dai. Thì nấu theo cái kiểu của mình á, mình làm cho cái chè nó không bị ra nhựa mọi người à. Nếu như mọi người nấu cái kiểu mà trực tiếp, mình nấu mình cho nước đường vào và mình cho những cái viên chè vào, mình nấu trực tiếp luôn, thì cái chè của mình nó sẽ ra nhựa, nó làm cho cái món chè của mình bị đặc, không ngon. Thì mọi người muốn nấu cho cái món chè của mình không bị ra nhựa, ngon, thì mọi người hãy trần qua nước nóng, rồi sau đó cho ra nước lạnh, rồi tiếp tục mọi người cho vào mình nấu như mọi người. Thì cái khâu mà mình trần cái viên chè á, để cho cái viên chè nó vừa chín tới thôi mọi người, mình đừng có trần nó chín quá, mình trần nó vừa vừa tới là mình vớt nó ra cho vào nước lạnh, thì cái viên chè của mình trông rất là ngon. Và sau đó thì mọi người cho vào cái nước đường và nước cốt dừa, thì để cho nó sôi lên thì cái viên chè của mình nó mềm thêm thì nó sẽ ngon và nó không bị ra nhựa, trông rất là ngon luôn. Rồi mọi người nếu như thấy cái món chè này mọi người thích thì mọi người hãy làm cái món chè này ăn nha. Và mọi người nếu như thấy cái món chè này ngon thì mọi người hãy ủng hộ cho cái món chè này và cái video này nha mọi người. Mọi người ủng hộ cho mình và mọi người cho mình một nút like, share và subscribe, đăng ký kênh để có cái video mới tiếp theo xem nha mọi người. Mình luôn chân thành cảm ơn mọi người đã ghé đến kênh và xem video của mình mỗi ngày một món. Thì cái món ăn của mình trông rất là đơn giản cực kỳ luôn nha mọi người, không có gì cầu kỳ hết. Mình bảo đảm mọi người vào bếp nấu ngay cái món chè này ăn thì mọi người mới cảm nhận được cái món chè này nó ngon như thế nào nha mọi người. Nếu như mọi người không cảm nhận được cái món ăn qua cái video thì mọi người hãy bắt tay vào làm ngay cái món này ăn và làm y như mình, và nấu cái chè này phải dùng nước cốt dừa và nước dừa tươi thì cộng lại thì nó ra một cái nước chè trông rất là ngon và béo. Mình xin chào mọi người, mình hẹn gặp lại mọi người một cái món ăn sau và một cái video mới. Mình luôn chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều đã đến với kênh và xem những món ăn của mình. Mình rất là cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mình xin tạm dừng cái video ở đây và hẹn gặp lại mọi người một cái món ăn sau và một cái video mới. Mọi người xem cái video, mọi người ủng hộ cho cái video của mình và